Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ hôm nay ngày mùng 7 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ vĩ Bắc, 115,6 độ kinh Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 190 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 đến 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão khu vực Bắc biển Đông sóng cao từ 2 đến 4m, riêng vùng biển phía Bắc sóng cao từ 4 đến 6m, vùng gần tâm bão sóng cao từ 7 đến 9m.